Tôi là Salim, đến từ Palestine. Tôi là một người mẫu. Tôi yêu Việt Nam, vì thế tôi yêu tiếng Việt và văn hóa Việt. Ngoài làm mẫu, tôi còn là một người dẫn chương trình truyền hình. Vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam luôn là đề tài bất tận đối với công việc của tôi. Nếu Palestine là nơi tôi sinh ra, thì Việt Nam là nơi tôi thuộc về. Tôi luôn tìm một cơ hội để gắn bó lâu dài với đất nước tươi đẹp này. Và tôi đã tìm thấy cơ hội đó ở xanh miền Trung. Sở hữu nhiều khu đất vàng với địa thế đẹp và độc đáo, đất xanh miền Trung đem đến cho tôi nhiều sự lựa chọn, trong đó có Shophouse Marina Complex. Tuy vậy, đối với những người thân trong gia đình vốn đã gắn bó với một chỗ ở lâu dài và e ngại sự thay đổi, thì thuyết phục được họ quả là điều không dễ dàng. Ở vị trí đắc địa, Shophouse Marina Complex đem đến không gian lý tưởng bên bờ sông Hàn lộng gió, với hai mặt tiền nằm ngay trung tâm thành phố Đà Nẵng. Mỗi căn Shophouse tích hợp không gian để ở và kinh doanh, được thiết kế đồng bộ theo mô hình nhà phố thông minh với tiêu chuẩn 5 sao. Đây cũng là nhà phố độc đáo và duy nhất trên thị trường sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời, có thể kiểm soát và tiết kiệm được điện năng tiêu thụ mỗi ngày, cũng như tận hưởng nguồn năng lượng sạch cho sự phát triển bền vững. Chỉ cần bước vào vùng nhận cảm biến, đèn trong nhà sẽ tự động sáng, hay chỉ cần lướt tay trên màn hình cảm ứng, mọi tính năng sẽ vận hành theo ý muốn của chủ nhân căn nhà, như âm thanh đa vùng, rèm cửa tự động hay có thể giám sát căn hộ từ xa. Là một nhà phố, việc bố trí không gian sinh hoạt cho cả gia đình và từng thành viên sao cho thích ứng và mang lại sự thoải mái đối với từng cá tính và sở thích của mỗi người là một yêu cầu không thể bỏ qua khi thiết kế. Shophouse Marina Complex mang đến một nơi sống tiện nghi như nhà phố, thanh mát như tại ngoại ô và tràn đầy cảm xúc như đang ở resort. Tôi là Salim, tôi là một người mẫu, một người dẫn chương trình truyền hình. Tôi yêu Việt Nam và quyết định gắn bó lâu dài với đất nước này cùng những người thân yêu nhất. Tôi chọn đất xanh miền Trung với Shophouse Marina Complex, bởi đây không chỉ là một tổ ấm, mà đó còn là không gian để xây dựng tương lai.